Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết 4 mẫu xay thịt mới nhất ở 2021 của chúng tôi. Tất cả các mẫu xay thịt hiện tại đều bằng inox. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết mẫu xay thịt bé nhất, công suất 370W. Công suất motor 370W, 220V. Motor 100% bằng dây đồng. Đó là lồi sẽ là 16cm và sử dụng 2 lưỡi dao. Tất cả chúng tôi bằng inox hết. Tiếp theo đó là máy xay công suất 750W, điện 220V, cũng sử dụng 2 lưỡi dao và tất cả lắp vung và xong đều bằng inox. Tiếp theo đó là mẫu xay thịt 1100W, điện 220V và sử dụng 3 lưỡi dao. Đối với mẫu xay thịt 1100W này thì sẽ sử dụng lồi 22cm. Tiếp theo đó là một mẫu xay thịt cũng 1100W, 220V, nhưng với mẫu này thì sử dụng lồi 24cm. Mẫu này lớn nhất sẽ xay được khoảng 1,5kg thịt cua cá. Đối với hai mẫu xay thịt 1,1kW này thì sẽ đều sử dụng 3 lưỡi dao. Tất cả lưỡi dao này đều bằng inox nên dễ dàng sử dụng, vệ sinh. Chiều sâu của lồi này chắc khoảng 18cm. Đối với mẫu 220W sử dụng lồi 22cm này thì sẽ xay được khoảng 1kg thịt tới 1,2kg. Đối với mẫu xay thịt 750W này thì sẽ xay được khoảng 700-800g. Còn đối với mẫu xay thịt 370W này thì sẽ xay được khoảng từ 400-500g. Và tất cả các mẫu xay thịt này đều có đế lót bằng cao su chống dịch chuyển và rất chi là êm ạ. Và các mẫu này đều có công tắc ở bên sườn của motor, bật lên bật xuống rất dễ dàng. Các bạn thấy dễ đây. Và khi chúng ta xay xong thì chúng ta đổ xuống cũng dễ. Mọi chi tiết các bạn sẽ gọi vào số điện thoại dưới màn hình. Xin cảm ơn quý vị các bạn.